Chào các bạn đã đến với kênh Thích Phim Ngắn. Và hôm nay như đã hứa, thầy sẽ có một hướng dẫn tư vấn cho các bạn cái cách mà chúng ta xem xét như thế nào để thay đổi nguyện vọng cho phù hợp với điểm thi của mình, tăng cơ hội đỗ cao. Và chúng ta hãy cùng xem cách hướng dẫn sau đây của thầy. Thưa các bạn, chúng ta có nên thay đổi nguyện vọng không? Với những người có điểm thi cao thì chúng ta không phải suy nghĩ gì. Nhưng đối với những người có điểm thi không được như mong muốn thì việc thay đổi nguyện vọng là để tăng cơ hội đỗ. Vậy làm sao để chúng ta có thể biết được cái điểm chuẩn nó sẽ dao động như thế nào mà thay đổi nguyện vọng? Thưa các bạn, hàng năm điểm chuẩn sẽ dao động. Và lý do mà điểm chuẩn dao động là tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết là tùy vào ngành, vào trường mà các điểm sẽ dao động khác nhau. Ví dụ, ngành hot, trường hot thì nhiều người nộp hồ sơ vào, và khi nộp hồ sơ vào càng nhiều thì điểm chuẩn nó lại càng cao. Thứ hai, tùy theo chỉ tiêu xét tuyển của trường mà điểm chuẩn sẽ khác nhau. Thầy lấy ví dụ, trường A chỉ xét là 100 sinh viên thôi, chỉ lấy đủ 100 sinh viên thôi. Cho ngành B chẳng hạn, trường A xét tuyển 100 sinh viên cho ngành B. Do chỉ tiêu ít nên nhiều khi điểm chuẩn cũng sẽ cao. Thứ ba, tùy vào mức độ khó dễ của đề thi mà điểm chuẩn sẽ khác nhau. Theo cá nhân của thầy và rất nhiều những thầy cô có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học sinh thay đổi nguyện vọng hay đặt nguyện vọng như thế nào cho phù hợp, thì mức độ khó dễ của đề thi sẽ quyết định điểm chuẩn của trường đó, ngành đó. Vâng, thầy sẽ có một ví dụ cụ thể như thế này. Bây giờ có một trường đại học là A và sẽ có các ngành A lớn, B lớn, C lớn. Bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào điểm chuẩn của 2 năm gần nhất mà nó cụ thể rất là rõ. Thầy lấy ví dụ, năm 2017 thì đề thi rất dễ, cho nên điểm chuẩn của năm này tăng rất cao. Ngành A là 25 điểm, ngành B 26 điểm, ngành C 27 điểm. Và đến năm 2018 thì do đề thi cực khó, năm 2018 là một năm mà rất là kinh khủng đối với thí sinh, bởi vì nếu như năm nay môn toán có đến vài trăm điểm 10 thì năm 2018 chỉ duy nhất một điểm 10 môn toán. Cho nên năm này do đề khó nên điểm chuẩn thấp. Cũng ngành A năm 2017 là 25 điểm, nhưng 2018 thì chỉ còn lại 20 điểm. Cũng là ngành B năm 2017 là 26 điểm, nhưng 2018 chỉ có 23 thôi. Ngành C năm 2017 là 27 điểm, còn 2018 chỉ có 22 thôi. Như vậy rõ ràng là có sự dao động cực lớn của 2 năm này, do một năm đề dễ và một năm đề khó. Vậy năm 2019 hay là 2020, 2021, 2022 gì đó của các bạn, đề của các bạn dễ hay khó? Thầy tin rằng đề năm 2019 là dễ hơn 2018, nhưng lại khó hơn năm 2017. Bởi vậy, điểm chuẩn của 2019 sẽ tăng. Ví dụ, từ ngành A chẳng hạn thì sẽ tăng dao động từ 20 cho đến 25. Thì nếu bạn bằng điểm của 2017 thì thôi, khỏi nói gì nữa, bạn để nguyên nguyện vọng như vậy. Nhưng điểm 2019 của bạn nó thấp hơn năm 2017, nhưng nó cao hơn năm 2018 khoảng từ
một điểm rưỡi, hai điểm trở lên thì chúng ta nên đặt cái nguyện vọng vào cái ngành mà mình thích. Nhưng các bạn lưu ý rằng điểm chuẩn của các trường nó sẽ khác nhau. Thầy lấy ví dụ như là trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thực ra điểm chuẩn dao động của Đại học Luật nó không là bao nhiêu hết. Dù đề dễ hay đề khó thì cái điểm chuẩn của nó cũng không dao động bao nhiêu. Vì sao? Vì thí sinh nộp hồ sơ vào đó nhiều, cho nên điểm chuẩn sẽ rất là cao. Chúng ta có những lưu ý như sau. Có hai hình thức là thay đổi nguyện vọng. Một là chúng ta thay đổi trực tuyến, tức là thay đổi online đấy, bằng internet. Hoặc chúng ta ghi phiếu nộp tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Nơi tiếp nhận hồ sơ là nơi mà em nộp hồ sơ ban đầu, chắc chắn là tại trường em rồi. Và thưa các bạn, đối với xét tuyển online trực tuyến thì các bạn có thể sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng, hoặc xóa nguyện vọng, sửa nguyện vọng. Đó, nha, nhớ lại này. Nếu đổi online, sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng lại. Ví dụ như là em cái nguyện vọng A em để nó vị trí số 1, nguyện vọng B em để vị trí số 2, nhưng bây giờ em có thể sắp xếp lại, đảo 2 lên 1, 1 xuống 2 hay gì gì đó. Em có thể xóa nguyện vọng, em có thể sửa nguyện vọng đó, và em có thể là thêm nguyện vọng, nhưng nguyện vọng của em là không có thay đổi so với tổng nguyện vọng ban đầu. Tức là sao? Tức là em đăng ký lúc đầu là 4 nguyện vọng, thì khi thay đổi trực tuyến em cũng chỉ có là 4 nguyện vọng mà thôi. Em có thể xóa rồi sửa, xóa rồi thêm một cái nguyện vọng nào đó, nhưng tổng không đổi. Tức là lúc đầu đăng ký 4 nguyện vọng thì bây giờ em có sửa, có xóa, có thêm gì cũng chỉ trong 4 nguyện vọng đó mà thôi. Và nguyện vọng thì được điều chỉnh một lần, đã một khi đã bấm hoàn thành thì không sửa được nữa. Và tại nơi tiếp nhận hồ sơ cũng vậy. Tuy nhiên có một cái lợi là bạn nên như thế này: nếu bạn muốn thêm nguyện vọng thật nhiều cho dễ đỗ thì bạn nên đến nơi trường bạn học, nơi tiếp nhận hồ sơ, và bạn ghi lại bằng phiếu in, và bạn thêm bát ngát nguyện vọng thứ 100 cũng được, và bạn nộp nơi mà các bạn nộp ban đầu. Còn điều chỉnh online thì bạn chỉ được điều chỉnh trong phạm vi nguyện vọng bạn đã đăng ký ban đầu. 4 nguyện vọng thì chỉ có 4 nguyện vọng, không thêm được nữa. Còn khi bạn ghi phiếu nộp tại nơi mình nộp hồ sơ ban đầu thì bạn có thể điều chỉnh thêm bát ngát cuộc đời những cái nguyện vọng của bạn, thay đổi gì tùy ý, thêm càng nhiều thì cơ hội đỗ đại học của bạn càng cao, ví dụ vậy. Thì đó là những điều mà thầy muốn căn dặn với các bạn ở đây. Và nếu các bạn không hiểu một điều gì đó và muốn biết được cái điểm như thế nào thì bạn hãy comment vào dưới video này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm tốt nhất có thể để chúng ta có thể là đạt được cái nguyện vọng mà mình mong muốn. Và thưa các bạn có thể vào cái trang web kênhmương14.com để có thể nhìn thấy được cái sự so sánh của điểm chuẩn ở đây. Và bắt đầu từ hôm nay thì thầy sẽ post lên rất là nhiều những cái bảng điểm so sánh của các trường đại học khắp nơi trên cả nước để các bạn có thể tha hồ tìm thấy cái ngôi trường mình đang muốn đăng ký nguyện vọng để từ đó điều chỉnh hồ sơ cho phù hợp. Vâng, như vậy là các bạn vừa xem xong video mà thầy hướng dẫn cho các bạn cách xem xét như thế nào đó để thay đổi nguyện vọng phù hợp. Và hy vọng các bạn sẽ chọn cho mình được ngôi trường, ngành học ưng ý mà dễ đỗ nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và nhớ đăng ký kênh của thầy. Cảm ơn các em rất nhiều.